Thưa quý vị, ngày 24 tháng 2 vừa qua, Nga đã triển khai một chiến dịch quân sự đặc biệt ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Căng thẳng giữa Nga và Ukraine dồn dập leo thang đang tác động mạnh tới thị trường vàng, tiền điện tử, chứng khoán cũng như dầu khí. Và trong hôm qua thì chúng ta đã chứng kiến giá vàng, giá dầu tăng vọt, chứng khoán và Bitcoin thì rơi thê thảm sau quyết định của Tổng thống Nga. Vâng ạ, cuộc căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Những khủng hoảng và biến động sâu sắc trong nền kinh tế thế giới đang là điều khiến cho rất nhiều người lo ngại. Chúng ta cần phải nhìn nhận cuộc khủng hoảng này như thế nào và Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức này ra sao? Trong tiểu mục câu chuyện buổi sáng của ngày hôm nay, phóng viên chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia tài chính quốc tế để bàn luận rõ hơn về câu chuyện này. Cảm ơn chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh đã nhận lời tham gia trò chuyện hôm nay. Thưa ông, chúng ta thấy là cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine thì tác động đến rất nhiều mặt của nền kinh tế. Và chúng ta thấy là từ giá vàng, giá cổ phiếu, chứng khoán, thị trường chứng khoán, cũng như là tiền thật, tiền ảo, nhiên liệu vân vân đều bị tác động hết. Vậy thì ông đánh giá thế nào về cuộc khủng hoảng này ạ? Đối với các cái hoạt động kinh tế trên thế giới ấy, thì nó có liên quan rất chặt chẽ với các cái biến động về kinh tế, chính trị, xã hội. Và đặc biệt nó liên quan rất lớn đến cái chiến tranh quân sự cũng như là chiến tranh thương mại giữa các quốc gia trên thế giới. Và khi bùng phát cái cuộc chiến tranh này thì lập tức có một số cái mặt hàng sẽ tăng giá và một số các cái lĩnh vực trong nền kinh tế sẽ đi xuống. Và đặc biệt chúng ta thấy rằng là khi mà chiến tranh nổ ra thì các cái nhà đầu tư người ta bị xáo động về mặt tư tưởng và họ mong muốn bảo toàn cái tài sản. Và vì thế cho nên họ bắt đầu đi tìm các cái tài sản an toàn để mà bỏ vốn của mình vào. Và vàng là cái tài sản an toàn nhất. Và vì thế giá vàng trên thế giới lập tức tăng vọt và nó đạt đến cái mức 1.975 đô la Mỹ ngay trong cái ngày 24 vừa qua. Tuy nhiên, do cái hoạt động mà đầu tư nó không được thực hiện nữa và người ta nghi ngại rằng nền kinh tế thế giới có thể sụp đổ và có thể chịu những cái tác động rất xấu do cái việc thiếu các cái nguồn cung nguyên nhân vật liệu hay là xăng dầu vân vân, cho nên cái sản xuất kinh tế của thế giới nó sẽ giảm và vì thế cho nên tất cả các cái thị trường chứng khoán đều đỏ lửa và cái giá các cái chỉ số chứng khoán nó giảm đi rất đáng kể. Thêm nữa thì chúng ta cũng thấy là cái giá của các cái nguyên nhân vật liệu đầu vào nó cũng tăng lên. Đây là cái tất nhiên, bởi vì khi mà chiến tranh xảy ra thì cái nguồn cung nguyên nhân vật liệu từ nước Nga nói riêng cũng như thế giới sẽ gặp những khó khăn do vận chuyển, do những cái rủi ro khác nhau. Và đặc biệt là chúng ta nhìn thấy ngay cả cái tiền điện tử cũng đào giá. Vậy thì với nền kinh tế của Việt Nam thì theo ông chúng ta sẽ phải đối mặt với những thách thức như thế nào trong những ngày sắp tới và thời gian tới? Cái việc mà tăng giá của các cái nguyên nhân vật liệu là có cái khả năng xảy ra và nó phải xảy ra tương đối lớn. Và khi mà tăng giá nguyên nhân vật liệu ấy, thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải nhập khẩu cái giá nó đắt hơn, nhập khẩu luôn cái lạm phát của thế giới một cách cao hơn do cái việc mà trì trệ của cái hoạt động và lạm phát thế giới nó sẽ tăng. Và từ đó ấy, thì cái lạm phát của chúng ta nó cũng tăng lên và cái chi phí sản xuất nó tăng thì cái giá thành sẽ tăng và cái việc chúng ta bán nó sẽ khó khăn hơn. Thêm nữa thì do cái nền sản xuất của thế giới nó chậm lại cho nên cái nhu cầu về hàng hóa nó cũng giảm đi, cái khả năng xuất nhập khẩu của chúng ta nó giảm và nó ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Và chúng ta nhìn thấy ngay cái hoạt động sản xuất nó có thể giảm và cái giá cổ phiếu trên thị trường Việt Nam cũng đã giảm đi một cách đáng kể. Thêm nữa thì cũng có rất nhiều cái nhà đầu tư lo lắng cái hoạt động chiến tranh này nó có thể làm cho sản xuất nó trì trệ và nó có thể kéo dài, thậm chí nó ảnh hưởng rất lớn. Và vì thế cho nên giá vàng nó tăng lên một cách đột biến đến cái mức 67,5 triệu đồng một lượng trong cái ngày 24 vừa qua. Và chúng ta cũng nhìn thấy là có những cái yếu tố tác động đến cái giá cả cũng như cái tâm tư và cái nguyện vọng của các nhà đầu tư, kể cả các nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế và cái khả năng mà đầu tư của nền kinh tế có thể giảm sút và như vậy cái tăng trưởng của chúng ta nó sẽ sụt giảm do cả cái việc chúng ta sản xuất nó giảm đi và nó có cả do cái lạm phát nó tăng lên, do cả cái yếu tố chúng ta đầu tư ít đi. Chúng ta thấy là Việt Nam thì cũng đã có quyết định là mở lại đường bay quốc tế để nối lại thông thương cũng như là phát triển kinh tế trong thời gian tới. Thế nhưng với khủng hoảng Nga-Ukraine thì
rõ ràng là sẽ ảnh hưởng đến hàng không. Thì chúng ta cần phải lường trước những điều gì, cần phải tính toán những điều gì trong bối cảnh này ạ? Trong thực tế thì chúng ta thấy rằng cái việc mở cửa du lịch Việt Nam ấy đã được các cái hãng du lịch và cái cộng đồng quốc tế người ta rất quan tâm. Và rõ ràng là chúng ta thấy rằng cái khả năng tăng trưởng nó rất cao. Đối với Liên bang Nga và Ukraine thì ở đây cũng là một cái nguồn khách hàng tương đối lớn đối với cái thị trường du lịch của chúng ta, đặc biệt là du lịch ở phía Nam. Tuy nhiên ấy, chúng ta thấy rằng là cái chiến tranh giữa Ukraine và Nga ấy, nó chỉ xảy ra ở một cái diện hẹp, và chỉ có cái việc cấm không vận Ukraine cũng như cấm không vận một số cái vùng ở Rostov giáp với Ukraine thôi, còn hầu hết trên bang Nga vẫn bình thường. Và vì vậy cho nên cái lượng du khách Nga đến Việt Nam có thể giảm nhưng nó không đáng kể. Thêm nữa thì chúng ta thấy rằng đối với khách Ukraine, thực tế là trong những cái năm qua nó không có nhiều cái lượng khách từ Ukraine, cho nên thực tế cái hoạt động du lịch của chúng ta hy vọng rằng nó sẽ ít chịu ảnh hưởng từ cái sự kiện này. Theo đánh giá của ông thì Việt Nam sẽ cần phải có những giải pháp, những bước đi thế nào để vượt qua cuộc khủng hoảng này, và liệu trong khủng hoảng đó thì chúng ta có tiếp nhận được cái cơ hội nào hay không ạ? Cái điều đầu tiên để mà chúng ta có thể biến cái thách thành cơ hội thì đó là chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh cái hoạt động sống chung với đại dịch một cách tốt nhất, để từ đó có thể quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh và mở cửa toàn diện nền kinh tế, giúp cho cái hoạt động kinh tế nó tăng trưởng một cách tốt nhất và ổn định được cái môi trường đầu tư, thì cái kinh tế của chúng ta tăng trưởng tốt, môi trường đầu tư tốt, chúng ta có thể trở thành một cái quốc gia thu hút đầu tư tốt hơn. Rõ ràng trong cái điều kiện thế giới nó bất ổn như thế mà chúng ta giữ được ổn định thì chúng ta sẽ trở thành cái địa điểm sáng giá cho đầu tư nước ngoài, và đó là cái cơ hội để chúng ta tăng trưởng và phát triển. Cái điều thứ hai đó là trong cái điều kiện mà cái nền kinh tế thế giới có những cái trì trệ nhất định do cái biến động của cái sự kiện này, rõ ràng các cái doanh nghiệp Việt Nam cần phải nỗ lực đa dạng hóa cái thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa các cái hàng hóa cũng như các cái lĩnh vực, để từ đó chúng ta có thể đẩy mạnh cái xuất khẩu ra thị trường thế giới. Đồng thời đối với cái Liên bang Nga, đây là một cái thị trường truyền thống của chúng ta trong cái thời gian trước đây, nhưng trong cái thời gian gần đây thì chúng ta mới đang khôi phục lại cái hoạt động xuất nhập khẩu. Và rõ ràng trong cái điều kiện mà nhiều quốc gia có thể cấm vận đối với Nga, Nga sẽ gặp những cái khó khăn nhất định, thì rõ ràng cái hoạt động xuất nhập khẩu của chúng ta, nếu mà chúng ta biết phát huy các doanh nghiệp Việt Nam, tìm được những cái phân khúc nó tốt, thì chúng ta có thể đẩy mạnh cái hoạt động xuất nhập khẩu với Liên bang Nga và có thể thu được cái hiệu quả tương đối tốt. Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn. Vâng, thưa quý vị, căng thẳng giữa Nga và Ukraine dồn dập leo thang, tác động rất mạnh tới thị trường vàng, tiền điện tử và chứng khoán. Nhu cầu trú ẩn an toàn đã thúc đẩy giá vàng thế giới trong nước tăng vọt, trong khi các tài sản rủi ro hơn như là tiền điện tử hay chứng khoán thì bị bán tháo rất mạnh. Vâng ạ, đặc biệt là ngành vận tải và dịch vụ logistics sẽ là đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Phần lớn hàng hóa thế giới được chuyên chở bằng tàu biển, và nếu như Ukraine và các cảng của nước này bị phong tỏa thì người mua sẽ phải chuyển sang tìm kiếm con đường khác để đáp ứng nhu cầu chuyên chở của họ. Và Mỹ sẽ là lựa chọn thay thế trước tiên, bởi vì nước này có những kho bãi logistics lớn nhất thế giới. Tuy nhiên thì việc chuyển hướng này cũng sẽ gây ra những hậu quả chậm trễ về thời gian giao hàng.